Rất nhiều nhà lục đục không vui, cơm không lành, canh không ngọt, cần mẹ ra tay cứu giúp. Kính lạy mẹ, mẹ lòng thương xót, là mẹ con, mẹ rất thương con, xin mẹ thương tất cả mọi gia đình. Chia lìa nhường nhịn nhau không tranh chấp. Kính lạy mẹ, mẹ lòng thương xót, là mẹ con, mẹ rất thương con, xin mẹ thương tất cả mọi gia đình, cầu mẹ thương như lòng Chúa xót thương. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha là con 8 tuổi. Con học lớp mấy? Con học lớp 3. Rồi con ở đâu? Con ở quận Thủ Đức. Rồi hôm nay con lên con làm chứng, con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe? Dạ ba, con lên làm chứng. Nên là đi trước để dọn đường cho ba. Con là Doan Nguyễn Vĩ Thạch, đi trước để dọn đường giới thiệu cho ba. Được. Ba con tên gì? Dạ thưa cha là ba con cũng tên là Phaolô Nguyễn Văn Thanh. Ba con bao nhiêu tuổi? Hôm nay ba con 56 tuổi. Ba con được tên gì con biết không? Dạ con không biết, ba mẹ không nói. Rồi bây giờ ông nói cho mọi người nghe coi ông được tên gì. Dạ thưa cha, con xin nói ngắn gọn là đừng chiếm thời gian nhiều phải không? Con là đi bệnh viện á, là coi như đi xét nghiệm máu sinh tiết, con chụp phim MRI đàng hoàng á, bao tử với gan là bị ung thư di căn, bị ung thư gan và bao tử di căn rồi. Con thấy cái điều này nó hơi rắc rối quá nè, kiểu này dễ bị ấp chán đập niêu lắm. Dễ bị gì? Ấp chán đập niêu. Bị ấp chán đập niêu là sao con biết không? Con không có hiểu nghĩa. Út chán đập niêu là sao? Có nghĩa là chứ vợ con chỉ đốt ba cây nhang là lại anh em đi lấy chồng thôi. Hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Dạ. Ba con chết má con đi lấy chồng. Dạ đúng. Con đi lên trên này con cầu nguyện cha, nhắn tin cha mấy lần, cha có nhắn cha lại là coi như con yên tâm mọi việc sẽ tốt đẹp. Con cũng tin tưởng đó, con đi dự đội tới
bên thứ ba vừa rồi nè, con đi vô bác sĩ á, đi xét nghiệm máu trở lại lần nữa, bác sĩ nói là trong gan, trong bao tử, trong máu là sạch, không còn cái gì là di căn nữa hết. Con thấy bị hơi ngộ. Cái mấy bác sĩ nói, ủa sao ông này có uống cái gì không mà sao là hết vậy, kỳ vậy. Cái tôi có uống một thứ nước mà máy ông không có, máy ông chưa có, nước gì thì nước lòng thương xót chua. Hallelujah. Chúng ta có một thứ nước gọi là nước. Nước. Đấy, thương chị em nước lòng thương xót Chúa. Như người anh em vừa mới chia sẻ, bị di căn qua phổi, qua gan, sắp sửa úp chén đập niêu. Ấy thế nhưng mà đến đây cầu nguyện, rồi uống một thứ nước gọi là nước lòng thương xót Chúa. Nước ấy là do lòng tim của anh chị em, nước từ máu và trái tim, nước và máu từ trái tim Chúa chảy ra, rửa sạch tội lỗi chúng ta, thánh hóa chúng ta. Và nếu ta tin vào Chúa, chạy đến với nguồn mạch nước lòng thương xót Chúa, thì vết thương tâm hồn, vết thương thể xác đều được chữa lành. Rồi con có biết lần Chúa lòng thương xót không? Dạ có. Có lần Chúa mỗi ngày không? Dạ có. Lần nào lên trường đi học, con cũng đọc kinh, rồi trước khi ra ngoài chào Chúa. Rồi cũng đọc kinh làm sao? Dạ thưa cha, là vì lạy cha hàng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ai dạy cho con đọc kinh? Dạ con tự học. Tự học rồi con đọc kinh mỗi ngày lúc nào? Dạ lúc con đi đến trường con làm dấu, rồi đọc kinh đại cha 10 kinh kính mừng, rồi đọc kinh đó. Rồi con đi học thì con chào Chúa, con nói Chúa làm sao? Dạ thưa cha, là con làm dấu thánh giá xong rồi con chào Chúa con đi học. Rồi với mốt thì con có đi tu không? Dạ có. Đi tu làm sơ hay làm cha? Con chắc làm cha. Con chắc làm cha. Đây cho tặng cho con Chúa lòng thương xót nha. Đó, để con ôm về, để Chúa luôn luôn ở với con nha. Con có mấy 365 bài giảng chưa? Dạ có, mà cho cô của con rồi. Bây giờ cho lại cho con nha. Dạ. Rồi, đây tặng cho cái cuốn Con đường tín thác nha. Đây là cuốn sách chúng tôi viết kỷ niệm 25 năm linh mục. Con đường tín thác có cuốn sách và trong đây nhớ có CD đi kèm. Có thể vừa nghe qua CD này và đọc những cái bài chia sẻ ở đây nha. Xin Chúa chúc lành cho ông. Giáng sinh vui tươi và bình an. Rất nhiều nhà lục đục không vui, cơm không lành, canh không ngọt, cần mẹ ra tay cứu giúp. Kính lạy mẹ, mẹ lòng thương xót, là mẹ con, mẹ rất thương con, xin mẹ thương tất cả mọi.
cạnh chia lìa, nhường nhịn nhau không tranh chấp.